Johnny, Johnny. Okay? No. JD, JD. No, Papa. Eating candy. No, Papa. Telling lie. No, Papa. Open your mouth. No. Johnny, Johnny. Yes, JD. Eating candy. No, JD. Telling lies. No, JD. Ha ha ha. Thấy chưa? Hay không? Johnny. Yes, JD. Eating candy. No, JD. Sharing glass. No, JD. Eating mouth. Ha ha ha. No, JD gotta say mommy, mommy. No, daddy, daddy. Hmm? JD, JD. No, Papa. Đâu hả? Cô đi đâu hả? JD, JD. JD, JD. Uh-oh. Uh-oh. JD, JD. Eating candy. So what can I get with red? Telling lie. Okay, well. Vì thời tiết ở ngoài trời lạnh nên là đem xe vô nhà cho chay. Đó, đem ba chiếc siêu xe vô. Siêu xe đâu? Dựng siêu xe lại, đậu siêu xe cho cô chú coi coi. Ô, lạnh quá hả? Nước. Nước, ừ. Lạnh quá đó, để ngoài trời lạnh quá, đúng rồi. Ôi trời, trời. Cố lên. Đi đi. Muốn xe này lên đi. Ngồi nuôi, đứng nơi này trong núi nọ là nó đó. Cầm chiếc xe này mà nhìn xe kia. JD, are you happy with all the new space? Now you can play on the inside. Look at all this room you have. You can ride your bike. Do you want to learn how to ride your bike? No, book. Do you want to learn how to ride this? No, book. What is that? It's a bike. It's a what? It's a book. What are you talking about? It's a hole? No, it's an open hole. It's an open hole? No, it's an open hole. It's the exhaust, baby. JD, what's in your pants? What's in your pants? JD, what's in your pants? What's in your pants? JD, what is that? Mickey Mouse. No, it's not Mickey Mouse. Mickey Mouse. It's butterflies. Butterflies. Can you say butterflies? Boom. Wow, con nói đi chơi bướm bướm. Wow. Con quýnh ai vậy? Quýnh ai? Thì sao con quýnh cái đó? Tại cái đó trụng đâu có, cái đó là do con đẩy cái xe mà, cái đó là phải quýnh con. Không có được quýnh hầu cá, cái đó là phải quýnh chay. Chay là người đẩy chiếc xe trúng hầu cá là mẹ phải quýnh chay. Rồi, quỳ gối xuống. Chị đi, quỳ xuống. Phải không? Cô chú. Hả? Mẹ xuống. Thì mẹ đang ngồi đây, mẹ đang ngồi bên quay chay đây. Con muốn mẹ ngồi đây để mẹ con đẩy mẹ hả? Dạ. Rồi ai quay phim? Này, cái video cách đây mấy ngày á, có video chay khóc á. Lý do mà chay khóc á là do chay hổn. Chay hổn chay đánh mẹ. Rồi xong mà mẹ mới phạt chay. Nhưng mà trong video mẹ không hề đánh chay. Mẹ chỉ la chay thôi. Nhưng mà video thì có rất là nhiều cô chú hiểu vấn đề. Và nghĩ là video clip là rất là dễ thương. Chay nói chung là Ngọc cố tình để làm như vậy để quay lên cho cô chú coi. Chay cho coi coi, tại vì cô chú ít khi nào thấy video của Chay khóc lắm. Đó nên là cố tình Ngọc quay lên vậy cho cô chú coi. Nhưng mà cũng có một cô số cô chú cố tình không chịu hiểu. Nói là Ngọc là giống như làm cái gì đó. Mà người mẹ độc ác. Ngọc là một người mẹ độc ác. Chay là một đứa bé trẻ rất là ngọt ngào mà lại dạy con theo một cách như vậy. Cô chú có vào ngoài cô chú rất là gắt gao.
với cái video clip đó mà Ngọc cũng cười thôi, Ngọc đọc mà chỉ biết cười thôi nhưng Ngọc chả biết sao. Nếu mà thật sự Ngọc, nếu mà Ngọc thật sự mà Ngọc cái gì gọi là gì ta, insulting hoặc là cái gì đó, gọi là cái tiếng Việt gọi là chay à, chay, khỏi đẩy mẹ. Nếu mà Ngọc gọi là hành hạ mà chay á, là Ngọc đâu có ngu mà Ngọc đăng lên Ngọc đăng lên mạng cho tất cả mọi người cùng xem trời. Đóng cửa lại hả, kéo màn vô, hành hạ nó cho nó phận. Đây là cái mì. Trời ơi, giỏi quá. Má nè. Dạ. Mẹ quanh kia. Cái gì? Bên kia. À, mẹ quanh kia phải không? Không chịu. Không chịu sao? Ngồi xuống. Ngồi xuống hả? Nếu mà thật sự mà quýnh nó mà hành hạ nó, đóng cửa lại, quýnh hành hạ chứ rảnh đâu đi quay video cho người ta, cho mọi người thấy chi trời. Đúng không? Anh ơi chưa gì. Cái gì? Rồi rồi mọi người cố tình nói ra những cái lời nói mà giống như là mọi người thương chay hơn Ngọc thương á. Cô chú chay, mẹ với cô chú ai thương con hơn hả? Con nói cho mẹ nghe đi. Bởi vậy á, nói chung là cũng khó, tại vì lên video á cũng có người này người kia, mà người thì biết mình giỡn, còn người thì biết không. Người xem video thì thấy cái đó là một niềm vui, mà còn người xem video thấy cái đó là một cái điều mà quá lạ lùng. Thì sao? Đội cái nón vô là không thấy tổ quốc ở đâu hết á. Rồi thấy tổ quốc rồi. À, mẹ đội nón vô, ok. Johnny. Ủa, té con. Đục ràng á, đục ràng đó. Trời ơi, con gái đầu tiên của người ta mà nói người ta không thương. Trời ơi, cục vàng cục ngọc của người ta hy sinh, người ta làm cả một đời, người ta hả đánh đổi hy sinh tất cả mọi thứ để có đó, mà nói người ta không thương con. Đây là hành hạ đứa trẻ. Ui da, con nít đó hay lắm nha mọi người nha, rất là hay. Nó có thể cảm nhận được ai là người thương nó và ai là không. Ây da, ôi, thao. Ông bị đau hả? Bị đau, để mẹ bỏ vô đàng hoàng. Bây giờ con đem lại cho ba làm giùm con đi. Đem lại cho ba làm giùm con đi. Mẹ cầm cái camera mẹ làm không được. Daddy, you gotta put the bun in first. Hả? Được á. Nè con gài lại dây nè, gài lại. Gài lại, nhờ ba giúp đi. Nếu mà mình làm không được, mình nhờ sự giúp đỡ. Mình có ba quyền trợ giúp. Một là gọi người thân. Hai là 50-50 là tự làm. Còn ba là bỏ khỏi đeo luôn. Thấy không? Hay không? Thứ nhất là tự làm. Thứ hai là nhờ ba làm. Còn thứ ba là khỏi đội. Y như chơi ai là triệu phú luôn. À, you can't have the one mommy sitting out. No, I'm not gonna sit on it. You have no, you have a helmet. That's not for that. Get on the bike. Yay. Mommy, get back. Nói đàng hoàng, con biết nói mà. Yeah, there you go. À, mẹ với con đua phải không? Ow. Con muốn mẹ với con đua xe phải không? Here, you get on it like this, Jamie. Yeah, there you go. Now go. Push. Wow, good push. Job, Jamie. Push. Yeah. Good job. That's how you drive that one. Nhưng mà con phải nhìn đằng trước. But you gotta steer. You gotta turn left and right. So here, let's go back this way. Here, this way. Yeah, go that way. Yeah. That way. Go on. Go. Rồi, đây. Đi. Đi. Thôi đi. Mày đặt khóc nữa, Dung Chiên. Còn bà xảo quá các bạn. Too hard, right? Too hard. Go on the tricycle. Lại lấy chiếc đó. Ủa con có thích Elsa hả? It's too hard. Con có thích Elsa với anh nè hả? The tricycle, all you gotta do is use your feet. She can't. Too young. Ngồi dậy. Đau là mẹ coi. Come here. Đau là mẹ coi. Bị đau đâu? Chỗ nào đâu? Ngón nào đâu? Come here. Ngón nào? Không sao hết á, hết rồi. Mẹ hung miếng là hết nha. Trời ơi, bàn tay năm ngón em vẫn kêu sao. Let me see it. Let me kiss it.
Okay, get on here. Okay, push with your feet. Nhõng nhẽo vô cùng nhõng nhẽo. Sao phải cưng nó mới nhõng nhẽo chứ mà mình quýnh nó sao nó dám nhõng nhẽo mình được, mình hành hạ nó sao dám nhõng nhẽo mình được. Bởi vậy khổ chứ phải. Push. Đạp con, cố lên. Cố được. Cố nhìn, cố nhìn, cố nhìn, cố nhìn. Too big for her. Her leg, her little legs aren't strong enough. Nè, người ta cỡ bằng tuổi bả là người ta chạy chiếc xe đạp được rồi, tại vì người ta cao hơn, người ta bự hơn. Bả thì thôi á. Chay mà mốt mà cho học thể dục chắc là cỡ chừng 4.5. Cái gì? Ai cũng 8, 9 điểm, 10 điểm chứ chay cỡ chừng 4.5. Thời thức tất rồi chiều cao đâu không có. Nó xa đâu, xa đâu. That's all done. Ủa Jady, where's your ABC? Hả? You don't know? Where's your ABC? Uh-oh. Where did you put it? It's outside. Is it outside? Jady, you're gonna manage your toys. What? Oh, Daddy found it. Daddy found your A, B, C, D, E, F, G. Because Daddy was managing her toys. Good job, Daddy. Can you say thank you, Daddy? Thank you. You're welcome, JD. And then later on, Mommy gonna teach you A, B, C, okay? No. What do you mean no? Sao con không để cho mẹ chỉ cho con? Hả? Chút nữa mẹ với chơi chơi A, B, C nha. Không. Sao vậy? Rồi bây giờ mày hỏi chay nè. Ai mua? Mẹ mua. Bậy, thấy chưa? Đúng rồi, mẹ mua. Ai mua? Đây nè, ai mua? Mẹ mua. Ba mua. Ba mua. Ừ. Ai mua? Ai mua? Mẹ mua. Đúng rồi. Ê, dạo này hết hỏi ai mua rồi hả? Nhìn cái quần là tự mặc đó nha cô chú nha. Em ấy tự mặc quần của em ấy đó. Tự lấy quần tự mặc đó. Thấy chưa? Nè con, còn này nè con. Cảm ơn mẹ. Hay đó, để đâu? Giờ để đâu? Để đâu? Để đây đi. Ai mua? Trời. Yo. Ai mua cà rem? Có ai mua cà rem? Xin chừng chân ghé quán chay. Chạy đi chi bán cà rem. Em. Em muốn đi về. Muốn đi về hả? Xong rồi hả? Ủa đi bán kem về tới nè, nay bán được nhiêu tiền? Nay bán được nhiêu tiền? Hết rồi hả? Tiền xài hết rồi hả? Số để số mấy đó? Số 5. Hết rồi. Số 5 con bỏ đâu? À, bây giờ bỏ cho cô chú coi nha. Rồi bỏ số 5 đâu? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Ngược lại, lật ngược lại. Lật lại. Đúng rồi, con đó con phải cố gắng con lật cơ chứ. Lật ngược lại, đúng rồi. Được, lật ngược lại mới lật đúng rồi đó. Đây nè, lật ngược lại. No, lật ngược lại. Mẹ hấp vô gì tự làm. Lật ngược lại bỏ ra đây. Hay không? Không được ha. Đây mẹ chỉ cho, số 5 đâu? Số 5 đây phải không? Đây. Chỉ đi. See? No. It's cool. Đúng rồi, giỏi. Where him? It's V. It's find it. No, find it. Where is it? Good job, JD. Giỏi. Rồi, tiếp tục đi. W. Good job, JD. Yay, you got it. What is that? It's an E. It's an L. No, it's over here.
Find it. Kiếm đi. Ở đâu đó đó. Yeah, kiếm đi. No. Oh, this is number 7. Oh yeah, you're right, JD. Number 7 is right there. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ sai. Mẹ tưởng nó chân L. What letter is that? Mẹ lỗi tại mẹ. Mẹ lanh quá. Oh, 1 hả? Giỏi quá. 6. Đúng rồi, giỏi lắm. Say 6. 6. 9. Good job, JD. Wow. It's P. P as in pig. Okay. Yeah. P. I can. No. P. Where's P? No. Try to find P. Here, let me show you. No, right here. Good job, JD. Yeah, it's P. Good job. It's D. A, B, C, D. Không chịu chỉ hả? D. Good job, JD. Cô chú thấy chạy giỏi chưa? X. It's X. Good job, JD. Lật ngược lại. Ngược lại. Yeah, đây nè. Đó. Thank you, mommy. Rồi. Wow. Z. As in zebra. U. It's U. Where's U? No, U đâu. Yay. Good job. Đúng rồi. Giỏi. It's 2. No, it's number 2. Số 2. Nè, ở bên đây, cái bảng bên này, số là bảng bên này, số 2. Đúng rồi. 2 carrots. 2 củ cà rốt, lật ngược lại, lật ngược. Lật ngược lại không có hép. Nãy giờ hép. Không, mà mẹ không hép. Đúng rồi, bỏ đi, bỏ vô. Đúng rồi, giỏi quá. Đây nè. Đó, thấy chưa? Con tự làm được mà sao con cứ hép mi hoài vậy? Làm biến, làm nhát hả? Học hành mà làm biến hả? Số 4. Đúng rồi, giỏi. Được, ngược lại. Không được đâu. Được, ngược lại. Nữa, con này giỡn mặt với tôi rồi. Why? Why? Kiếm đi. Đúng rồi, giỏi quá. Cô chú thấy chạy giỏi cô chú. It's M. Where's letter M goes? M. No. Yeah, it's go there. The other way. Good job, JD. The other way. Cái đầu kia. Nữa. Đây nè, this way. See? Maybe it's Easter Sunday this weekend. Oh, really? Yeah, we're going to get some. Daddy, can you go to the kitchen? And then Daddy's going in by himself. Số đó số mấy nha? Đúng rồi, chị. Ủa, tự nhiên dựng xe lại, dựng mới đáp lại đang chi rồi để dựng đó. Ai? Ồ, chị. Chủ nhật này là nãy ba chạy ra ba nói chủ nhật này là Easter rồi đó chay. Trời ơi. Chán ghê kêu luôn. Hả? Baby, you take your top and then I'll go after your top. Jay. This Sunday gonna be Easter. What? You know what Easter is? Chủ nhật này là sẽ là ngày lễ phục sinh đó, con có biết lễ phục sinh là gì không? Yeah. Mẹ đi mua trứng về cho con chơi nha. Yeah. Cho con đi tìm trứng nha. Yeah. Wow, it's gonna be fun, JD.
That's zero right here. It's right here, JD. It's right here. Good job. Ờ, mọi người thấy nãy giờ Ngọc nói tiếng Anh với nó hiểu hết không? Nói tiếng Việt nó cũng hiểu hết. Cái đó là gì đó? Đầu 7, 7, 7 bên kia. It's C. A, B, C. No, no wait. Nó kêu đừng chỉ ra, đừng chỉ. Được, đây nè, C nè. C as in cat. C đó, đây nè, bỏ C vô, sao không được đâu? Có được không, có được không? Trái, một chút mày đi mua trứng về cho con ấy nha. Con chủ nhật này con đi lụm trứng nha. Không đựng trứng nữa rồi, rồi vui lắm á. Muốn đổ ra hả? Cứ chơi miết vậy đi. Không, cô chú thấy chơi bận không? Chơi iPad, coi iPad. Rồi xong rồi lấy xe đạp chơi. Rồi xong rồi kiếm đồ chơi này chơi. Xong chút nữa vô phòng lấy mấy cái đồ bán hamburger, bán đồ này chơi. Nó cứ vậy đó. Mẹ đâu á? À, đâu rồi? Mẹ đâu thấy đâu. Đây nè. Không có chi. Nó chơi nhiều thứ lắm. Chứ không phải là nó ngồi nó chơi, nó coi iPad không hay là nó coi gì không. Cũng may mắn cái điều đó. Kéo xà của con đâu? Giờ con bỏ, nãy hết bỏ ấy, giờ bỏ cốp hả? Hết bỏ vỏ xe, giờ bỏ cốp hả?